Trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, FBNC muốn nhắc đến con số 15%. Đây là sản lượng cà phê dự kiến bị sụt giảm trong niên vụ 2013 và 2014. Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, gọi tắt là Vicofa, 2013 và 2014 sẽ là niên vụ thứ hai sản lượng cà phê có sự sụt giảm. Mức sụt giảm dự kiến là 15%, ứng với khoảng 1,2 triệu tấn. Vào đầu niên vụ 2012-2013, Vicofa cũng từng dự báo sản lượng cà phê sẽ sụt giảm khoảng 15-20% so với mức 1,5 triệu tấn của niên vụ trước. Tuy nhiên, tình hình hạn hán nghiêm trọng trong những tháng đầu năm nay đã làm mất trắng khoảng 5.000 hectare cà phê, nên cuối năm 2012, Vicofa phải điều chỉnh mức dự báo sụt giảm lên đến 30%. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2013-2014 bị ảnh hưởng từ đợt hạn hán của niên vụ trước. Hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm, nhiều tỉnh xảy ra mưa đá làm rụng quả cà phê non và làm cây cà phê yếu đi. Cái sản lượng cà phê thì theo cái nhận định của Vicofa thì niên vụ 2013-2014 đối với Việt Nam là giảm 15%. Lý do là cái khô hạn ở các tỉnh Tây Nguyên vào đầu mùa của cuối năm 2012 đã ảnh hưởng đến cái việc năng suất và chất lượng, cho nên là dự báo trong cái niên vụ 2013-2014 thì sản lượng của Việt Nam giảm trên dưới 15%. Vào đầu niên vụ này, hãng Reuters đã từng đưa dự báo sản lượng cà phê năm tới có thể đạt khoảng 25 triệu bao. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cho biết con số này rất khó đạt được do cà phê đang già cỗi rất nhanh. Thế nhưng mà đấy là người ta quan sát theo cái chùm quả và quả thì hiện nay nhận định như thế. Nhưng mà đến hôm nay thực tế mà đã thu hoạch thì cái sản lượng này nó không phải là như thế. Bởi vì chùm quả cũng nhiều, quá nhiều nhưng mà ngược lại cái quả nó lại quá nhỏ. Quả nhỏ thì dẫn đến vấn đề gọi là cái gì? Là cái sản lượng nó thấp. Đấy. Năm ngoái, năm kia chúng tôi cân là cỡ khoảng 980 đến 1091 là đầu vụ, 980 là giữa vụ. Quả tươi trên 1 kg nhân thì hôm nay chúng tôi cân đầu vụ là 1280 quả tươi trên 1 kg cà phê quả tươi. Thế thì phải nói là cái sản lượng từ chỗ đó thì cái khối lượng có thể nó tăng rất nhiều nhưng mà cái sản lượng thì nó lại thấp đi rất. Bởi vì 4,55 ký tươi trên 1 ký nhân. Thế mà hiện nay lên tới 1200 tức là phải cỡ khoảng 5 cân, 2 đến 5 cân rưỡi một ký nhân thì cái sản lượng nó sẽ bị ảnh hưởng đến vụ cà phê năm 2013-14.